Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là động cơ phanh có thắng 2200W, 3 ngựa, 3 HP, dùng để giảm tốc độ đột ngột hoặc dừng trục motor đang chạy ngay lập tức. Không có quán tính, dùng cho rất nhiều nhà máy thực phẩm, điện tử, may dệt tại Hà Nội. Khi đấu điện phanh tách rời khỏi trục motor và động cơ chạy bình thường. Khi tắt điện phanh giữ trục motor lại. Nếu mất điện khi vận hành, chế độ ngừng phanh bằng tay vẫn cho phép người sử dụng đưa hệ thống về vị trí cần thiết. Tốc độ motor điện 1420 vòng trên phút, 4 cực điện, điện áp 380V, ký hiệu sản phẩm I3EJ100L14P, khoảng cách từ tâm trục xuống mặt đất là 100mm, đường kính trục của motor là 28mm, cường độ dòng điện định mức khi đấu điện là 5A, motor kín với hệ số bảo vệ bụi và nước IP55, nguyên liệu tôn silic xanh cắn nguội, dây đồng tiết kiệm điện năng, vỏ gang hoặc vỏ cọc kim nhôm. Khoảng cách giữa hai tâm lỗ chân đế dọc trục là 140mm. Khoảng cách giữa hai tâm lỗ đế ngang trục là 160mm. Tổng chiều cao thân motor là 270mm.